Let's close the door and we'll leave my burning heart. Feeling alright, come on, open up your heart. Bác nghe thấy bác có gì đó không? I'll keep the candles burning, let you burn in mine. Tắt luôn con đẩy đi chứ còn do nó dễ nghe quá nhé. À, nguyên cái bộ dàn này các bác thấy rồi, tiếng bass xuống rất là sâu. À, hiện tại thì em đang chạy đôi loa DMX này nhé. Đôi loa DMX này. Bộ loa DMX thì là nó ăn theo cái bộ dàn này thì khách chưa lấy. Khách vẫn bảo chạy hộ này. À, thì em hiện tại thì em mượn luôn cái loa của khách là em chạy luôn, đỡ phải xếp không có chỗ. Nguyên bộ này nữa thì em cũng vẫn để nguyên. Nguyên bộ này thì em vẫn để nguyên nhé. Mà con loa thì em không chạy. À, không chạy các bác nhé. À, chỉ chạy đôi này thôi. À, đôi loa DMX Bass 30 hàng chuẩn Trung Quốc các bác nhé. Trên thị trường bây giờ thì rất nhiều là thể loại hàng và thịt người thì hiếm như thịt lừa thì rất nhiều. Đấy, nguyên cái bộ này con một con đẩy của em vừa tắt đi, con đẩy là A350, con này thì chơi full 30 rất là căng luôn các bác nhé, rất thoải mái, con đẩy nội địa Trung Quốc sang te này. Đấy, và kết hợp với một con vang GM thương hiệu của Mỹ. Đấy, nó là thương hiệu của Mỹ, là sản xuất bên Trung Quốc, và một bộ mic CF chính hãng luôn các bác nhé, CF xịn đấy, hàng tháo phòng của em đấy, 6 số, rất là hay. Nguyên bộ dàn kết hợp với 3 sản phẩm, toàn sản phẩm chất lượng, một đôi loa full 30. Chất lượng thì em đảm bảo với các bác rằng là nếu như các bác bỏ 12 triệu 500 nghìn đồng ra các bác mua bộ karaoke này thì em chắc chắn là thứ nhất là các bác mua được hàng thật và giá thật. Hàng thật và giá thật có thể nói là giá tốt, hàng thật và giá tốt. Đấy. Còn sẽ rất nhiều các bác sẽ bỏ ra số tiền thậm chí gấp đôi như thế này mà đang phải mua phải những cái hàng mà nói thật ra là rất là khó. Bác nào muốn mua hàng mà ví dụ bên em không có cái hàng đó, em sẵn sàng tư vấn giúp các bác nhé. Nếu bác thích cái hàng đó ở bên này bên kia, bác có thể alo cho em sẽ chỉ cho bác cái hàng đó có đáng để mua hay không các bác nhé. Bởi vì là hàng thật thì cũng có, nhưng hàng không thật thì cũng rất là nhiều. Thậm chí hàng không thật người ta còn bán giá khủng khiếp lên, bởi vì dành cho những bác mà xính đồ xịn, người ta cứ bảo là hàng đó là hàng thương hiệu Mỹ hoặc ví dụ ấy. Nhưng mà thực chất rằng những con loa thì lại đóng ở Việt Nam. Đấy, làm rất là màu mè, rất đẹp đẽ, là sẽ sẵn, em sẵn sàng tư vấn bác nhé. Bởi vì em muốn tất cả những khách nào mà đã xem kênh của em rồi thì cố gắng tránh cái trường hợp xấu xảy ra, bỏ đồng tiền ra mình được hưởng hàng thật. Đó là cái mà em muốn khách hàng mà đã xem kênh của em rồi thì sẽ cố gắng là hạn chế tối đa cái việc mà phải mua những cái mà nó không đúng với giá trị thực của nó. Đấy. Với cái bộ dàn 12 triệu 500 ngày hôm nay thì các bác vừa được nghe một đoạn nhạc, có thể là để các bác nghe rõ được tiếng bass, tiếng trung. Và bây giờ thì em sẽ hát cho các bác nghe một đoạn để các bác thưởng thức được cái chất âm của bộ dàn. Với tầm giá 12 triệu là giá tốt chứ không phải là hàng xấu. Giá rất tốt và chất lượng em đảm bảo với các bác rằng chất lượng rất là hay. Rất là hay luôn. Đấy. Thậm chí là vượt tầm giá nếu như các bác không biết cách mua. Mua trên mạng bây giờ thì nó là một cái rất là tiện lợi thời buổi 4.0 rồi. Không có cái gì là cái xa xỉ lắm. Nhưng mua trên mạng thì phải là biết cách mua. Còn không biết cách mua, bỏ ra nhiều tiền nhưng đổi lại thì lại là một đống hàng không đúng giá trị thực. Các bác phải hiểu điều đó. Nên là em sẵn sàng tư vấn cho các bác nhé. Bất kỳ bác nào thích cái hàng này ở đơn vị này, thích cái hàng kia đơn vị kia, các bác có thể alo cho em sẽ tư vấn cho bác hàng đó như thế nào. Đấy. Em thì mình làm thì mình biết công việc của mình thôi. Còn hàng hóa ai bán như nào thì việc của người ta. Nhưng mà bởi vì là đã có rất nhiều khách xem kênh của em rồi nhưng cuối cùng là sự lựa chọn lại thay đổi. Đến khi mà chuyện đã lỡ rồi thì điện cho em. Và bảo bây giờ đấy, em nói thì nó khó. Tốt nhất bác tháo cái loa của bác ra. Bác tháo cái loa của bác ra, xem cái loa đấy có phải cái loa thương hiệu Mỹ không, hay là loa Việt Nam. Đấy. Đóng rất là màu mè các bác nhé. Đóng rất màu mè, rất đẹp. Mà thậm chí là trên thị trường gần như rất hiếm người bán luôn. Nên các bác phải hết sức tỉnh táo. Mà bán mười mấy 20 triệu một đôi loa đấy, không phải rẻ tiền đâu. Mà giá thực của nó chỉ tầm khoảng 4 đến 5 triệu là nhiều. Cùng lắm đến 7 triệu đôi loa đấy nó đóng màu mè ra. Nên các bác phải hết sức tỉnh táo nhé. Và nguyên cái bộ dàn này thì hôm nay thì chẳng dành cho khách nào cả. Đây hai bộ của hai khách thì mất kia rồi. Còn bộ này thì em làm cho các bác, bởi vì rất nhiều bác yêu cầu cho em làm những cái bộ karaoke giá rẻ. Thì thực ra bây giờ cái giá thấp nhất nó phải là 12 triệu các bác nhé. Cố gắng các bác chơi cho em cái mức 12 triệu. Đừng chơi ít quá. Nó sẽ không đảm bảo cái chất lượng. 10 triệu em có thể làm được. Nhưng nó sẽ không tốt. Bây giờ sẽ là một bài karaoke để cho bác nghe, bác thưởng thức được cái chất âm bộ dàn này. Mà bác nào nhanh tay thì đặt luôn. Bởi vì không có nhiều. Những cái bộ dàn này em nói là không có nhiều vì nó là hàng bãi, nguyên dàn máy bãi.
có thể hết lô bãi này thì nó sang lô bãi khác. Và nguyên bộ này thì em khẳng định là cực kỳ hay luôn nhé các bác, cực kỳ hay luôn, tiếng em cắt rất sạch rồi. Bây giờ sẽ hát các bác một đoạn karaoke nhé, bác lắng nghe được cái chất âm của bộ dàn này. Lòng đổi ngày băng ta qua rồi em nhé, đường em cứ vui, đường về bên gác tròn để mắt tôi mới đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bốn xóa hình em trong mắt tôi, lời nào hoài đưa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Bên cánh từng đêm cũng chỉ đầy đọa thêm tình nhân ơi, giờ xin giã nhân tình. Tôi ngỡ em còn thương như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ cùng thơ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng anh chẳng bay, lời nào không chút chút ai, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em những tiếng buồn tự duyên, tầm tay nào tôi với tình xa anh xa rồi. Tiếng rất là hay. Tôi đi nó nhanh nhanh, mất thời gian. Tìm bốn gió hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa gửi ân và tìm quên kỷ niệm. Bên cái từng đêm cũng chỉ đầy đọa thêm tình nhân ơi, giờ xin giã nhân tình. Tôi ngỡ em còn thương nhưng như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và quên sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chẳng phai, lời nào không chút chạy, tình nào nốt thắm hoài. Tôi không giận em những tiếng buồn tự duyên, tầm tay nào tôi với tình xa cách xa rồi. Các bác vừa được nghe cái chất âm của bộ dàn karaoke này, rất là hay các bác nhé. Thậm chí là nhiều bác sẽ mua phải những cái bộ dàn karaoke mà rất là nhiều tiền đấy, mà lại phải trả lại tiền cho bộ này các bác nhé. Bởi vì nó không đúng với giá trị thực của nó, người ta trả lừa các bác đâu. Người ta bán thì bác mua thôi, nhưng mà chẳng qua nếu như người ta bán cái giá trị thực thì nó đúng.
nhưng mà người ta bán giá nó quá cao so với cái mà nếu mà được như hàng hãng mà người ta nhập Trung Quốc về là tốt. Hàng đóng ở Việt Nam, đóng màu mè là bán cho mười mấy 20 triệu đôi loa. Các bác nghe thử một đoạn nhạc nhé, nghe thử một đoạn nhạc này. Đấy, cái mà gọi người ta gọi là khi người ta quay gọi là tí tách ấy, tí tách leng keng ấy, các bác nghe cái tí tách leng keng của em này 12.500.000 nó cũng leng keng lắm. Đang kết nối phần mềm để em điều khiển nó từ xa cho nó tiện, thế nên là các bác sẽ không nhìn thấy em điều khiển trên, cũng không nhìn thấy em điều khiển trên đây đâu, vì em điều khiển hoàn toàn bằng máy tính này, dây phần mềm này, dây phần mềm thì em kết nối sau này ra, là toàn bộ là hãng đang kết nối máy tính này, PCcom, thì nó sẽ tiện để cho các bác theo dõi hơn, các nhá. Nguyên cái bộ dàn này 12 triệu, giá thật, hàng thật, giá tốt chứ không phải giá thật luôn. Các bác mua hàng của em thì yên tâm một cái điều thế này. Các bác bỏ tiền ra là bác dùng hàng thật, thật với cái giá trị thực của nó, bác nhé, thật giá trị thực của nó. Còn đối với những hàng chính hãng người ta nhập về ở bên Trung Quốc về thì em phải bán theo cái giá mà người ta, tất nhiên người ta niêm yết, nhưng mà em có thể là em sẽ không công khai giá trong video để em sẽ đưa sâu cái giá xuống để các bác được hưởng lợi hơn. Còn nhiều bác đừng thắc mắc tại sao không đưa giá những hàng hãng, bởi vì đưa giá là sẽ cao hơn giá bán, các bác nhé, các bác phải lưu ý điều đó, nhiều bác không hiểu. Và nguyên bộ dàn này kết hợp với một đôi loa full 30 DMX, chất lượng âm thanh cho ra các bác được nghe rồi, từ nhạc bolero này, từ nhạc Zimmix này, từ tiếng hát này, các bác đều được nghe cả rồi. Cũng rất là tí tách leng keng không các bác? Rất là tí tách leng keng, 12.500.000 các bác nhé. Toàn hàng tử tế đấy chứ không hàng vớ vẩn đâu. Đấy, các bác phải lưu ý nhá. Và em cũng xin nhắc lại là em sẽ tư vấn cho tất cả các bác, và em đã tư vấn cho rất nhiều bác thoát nạn rồi đấy. Tuy rằng các bác không mua của em vì các bác bảo là anh thích cái đồ kia nhưng chú không có thì chú thông cảm, một ok. Gọi điện em chỉ cho, anh thích mua hàng gì em chỉ cho, có nên mua hay không. Còn em thì không phải là nhà máy, em không phải là Trung Quốc nên không phải hàng gì em cũng có các bác nhé. Em chỉ có một số loại mặt hàng thôi, các bác yêu thích thì các bác đặt, các bác không yêu thích thì bác thích bên khác thì bác có thể gọi em tư vấn giúp, tư vấn giúp không lấy tiền. Đấy, mà cũng không, nếu mà hết tiền em gọi lại cho, khỏi lấy tiền điện thoại luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em nhé. Và đợt cái bộ này thì là chưa có khách nào đâu, bộ này là em làm thì các bác chiều theo ý các bác, vì có rất nhiều bác bảo em là làm những cái bộ giá rẻ, giá tốt nhưng mà đảm bảo chất lượng. Đấy. Thì hôm nay em lên để cái cấu hình cho các bác nào đặt nhanh, thì còn những cái thằng bãi này có thể là có vài ba con này người ta lấy hết, là mua hết là không còn nữa, các bác mà đòi cái bộ này là không còn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo nhé.